tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy cả bài đọc một lẫn bài tin mừng hôm nay giữa Chúa Giêsu và Thánh Tông đồ Phaolô có một nét rất giống nhau, giống lắm. Khi mà ông Phaolô ông ấy nói với dân mà ông rao giảng tin mừng rằng: tất cả những gì tôi muốn làm, tôi đã làm cho anh chị em hết rồi. Thế nhưng mà những gì mà tôi làm, tôi cố sức, thì lại là dẫn đến chỗ tôi phải đau khổ, bởi một nhóm đã chống đối Phaolô và làm cho Phaolô. Anh chị em và ở cùng Cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, giờ đã đến. Xin Cha tôn vinh con Cha để con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Đức Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha, Cha đã ban họ cho con, và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận biết những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì con có đều là của Cha, tất cả những gì Cha có đều là của con, và con được tôn vinh nơi họ. Con không còn ở thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta để ý, chúng ta thấy cả bài đọc một lẫn bài tin mừng hôm nay giữa Chúa Giêsu và Thánh Tông đồ Phaolô có một nét rất giống nhau, giống lắm. Khi mà ông Phaolô ông ấy nói với dân mà ông rao giảng tin mừng rằng: tất cả những gì tôi muốn làm, tôi đã làm cho anh chị em hết rồi. Thế nhưng mà những gì mà tôi làm, tôi cố sức, thì lại
là dẫn đến chỗ tôi phải đau khổ. Bởi một nhóm đã chống đối Phao-lô và làm cho Phao-lô đã đau khổ. Ước gì mà các linh mục đều có thể nói được như Phao-lô hôm nay đã nói trong bài đọc 1 thì tuyệt vời. Ao ước cả cuộc đời của mình làm tất cả những gì cần làm, Chúa muốn để cho những con chiên mình coi sóc. Và khi ra đi, khi từ giã cuộc đời, nói được một câu: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì, con đã làm xong rồi. Còn ai được cứu rỗi hay ai không được cứu rỗi, đó là quyền lựa chọn của họ. Vâng, hôm nay trong bài tin mừng cũng thế. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài và Ngài cầu nguyện cho các ông ấy, trước mặt các ông ấy một lời cầu nguyện rất tha thiết: con không cầu nguyện cho thế gian, mà con cầu nguyện cho những người mà Cha ban cho con. Những người Cha ban cho con, họ cũng thuộc về Cha. Và giờ đây Chúa Giêsu nói: xin Cha tôn vinh con, để rồi con tôn vinh Cha. Giờ tôn vinh thật ông bà anh chị em chính là giờ đau khổ nhất của Chúa Giêsu. Giờ mà con người được tôn vinh không phải như lần mấy lần tôi đã chia sẻ với anh chị em, không phải là lúc Ngài hóa bánh ra nhiều, hay là lúc Ngài biến hình trên núi, hay là lúc Ngài vào thành thánh Jerusalem, mà giờ tôn vinh của được Ngài được tôn vinh, thưa anh chị em, đó là giờ như Thánh Phao-lô hồi nãy bộc bạch với chúng ta: giờ mà Ngài bị dân nó đuổi đi, Ngài mà bị dân phản đối, giờ mà Đức Giêsu đi vào cuộc đời đau khổ giai đoạn cuối của cuộc đời cứu độ. Vâng, thưa anh chị em, cũng vậy thôi. Mỗi người chúng ta nếu muốn được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu, trước hết chúng ta phải làm tốt cái nhiệm vụ Chúa trao cho mỗi người chúng ta là linh mục coi sóc cộng đoàn thật tốt bao nhiêu có thể, hết sức mình, là người cha người mẹ coi con cái, chăm sóc cho con cái tốt bao nhiêu có thể, là một người trưởng hội đoàn này, trưởng nhóm khác, chúng ta làm tất cả cho cái nhóm của mình, cho cái cộng đoàn của mình đi trong con đường thánh thiện, tiến tới trong con đường đức tin. Rồi lúc đó dẫu không phải thế mà chúng ta hết đau khổ, thưa anh chị em, bởi vì cái vinh quang chặn đường mà Chúa muốn ban tặng, chia sẻ thì không ai mà không được Ngài chia sẻ cho cả thánh giá lẫn triều thiên. Mà trước khi muốn được ụp cái triều thiên lên đầu thì trước đó phải kề gai vác thánh giá của Chúa với Chúa của mình mà đi theo Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Như hôm nay ngày thứ ba, chúng ta hướng đến Chúa Thánh Thần, và như chúng ta đã được Chúa nói cho là noi gương các môn đệ, khi đã thấy được vinh quang của Chúa thì trở lại, chứ không phải là nhìn lên đồi, nhìn núi, đến trời mãi, mà trở lại hợp với nhau mà cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, tin tưởng. Rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta món quà của Thánh Thần. Hôm nay cũng là ngày lễ của Đức Mẹ nữa, chúng ta cũng xin Đức Mẹ là người kinh nghiệm hơn cả để lãnh nhận được ơn trọng Chúa ban, làm mẹ của con Chúa, làm nữ vương thiên đàng. Thì trước đó mẹ đã đáp lời xin vâng. Lời xin vâng chứa đầy biết bao nhiêu đau khổ, nhiều khi giọt nước mắt không rơi ra ngoài cho nó nhẹ lòng được, mà nó cứ im lìm trong trái tim, làm nhức nhối cả một cuộc đời. Chính chia sẻ với khi chia sẻ đau khổ với con của mẹ như vậy, cho nên mẹ đã được chia sẻ vinh quang nước trời. Xin cho chúng ta có trái tim niềm tin thác như mẹ, và không bao giờ quên đọc kinh kính mừng, để nhờ khi chúng ta tôn kính mẹ, chúng ta biết nghe lời mẹ mà đi theo mẹ mỗi ngày. Amen.